kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Thưa bà con, trong tiết mục Chuyện của nhà nông, một câu chuyện đang được bà con nuôi tôm quan tâm, đó là chuyện cải tạo ao nuôi và xử lý nước ao tôm cho vụ thả nuôi mới. Anh Quỳnh Văn Lũy ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh đang mở rộng ao nuôi với hơn 1,3 hectare. Đây là vụ tôm đầu tiên trên đất mới nên anh Lũy rất cẩn thận trong việc tạc vô diệt khuẩn. Hồ mới ủi hả Lũy? Dạ, hồ mới ủi chú. Cái này bao nhiêu mét vuông ta? Hồ này nè. Hồ này á, hồ này 1.400. Theo chú mà đất mới này á, lại gãi phải cỡ 5 bào mới thấy. Cỡ 5 bào chú thấy là nó mới đủ cái này. Tại bao vôi nóng thì nó như ký ta 30 phải không? 30 kg. 30 kg. 30 kg thì 2 bào nó tương đương chỉ có 60 thôi. Theo chú thì còn phải gãy thêm cỡ 3 bào nữa, cỡ 5 bào là gì? Rồi con tính chừng nào lấy nước? Hồi này gãy vôi xong khoảng 2 ngày sau là con mới đưa nước vô. Vậy năm nay tại vì nắng ít mà mưa sớm phải không? Thành ra cái lượng nước mặn nó ít hơn năm rồi. Thì cái độ mặn của nó năm nay là nó vừa trung bình chứ nó không có cao. Hồi vừa năm rồi là cái độ mặn nó là rất là cao. Bây giờ gì nè, cái con mà muốn thả vụ mới gì đó, bây giờ có mấy anh em kỹ sư ở chi cục thủy sản á, đến địa phương để mà hỗ trợ cho người dân mình á. Thôi bây giờ chú cháu mình vô để mà gặp những anh em ở chi cục thủy sản đó, để mình hỏi thêm, để anh em ta hướng dẫn để mình có điều kiện để mình làm cho nó hoàn chỉnh tốt hơn. Gặp dạ, nó thường pH thì giữa 3 giọt 50 lít ha. Rồi chú ơi, chừng nào gọi tôi đi, rồi lắc sau màu. Rồi pH cao quá. Lắc qua đây. Có thể 8.8. Này chắc mới xử lý. Ồ, đậm quá. Anh Phúc ơi, sẵn đây gặp anh. Hai chú cháu nãy giờ cũng đang tính toán cái mùa vụ mới nè. Rồi bây giờ cháu nó đang lấy nước với tôi cũng đang lấy nước nữa, mà giờ là hai chú cháu bàn tới bàn lui mà không biết cái biện pháp nào để mà xử lý nước cho nó hiệu quả. Giờ sẵn có anh đây, anh giúp giùm tụi em là bây giờ anh hướng dẫn là khi lấy nước vô rồi đâu đó là bây giờ tụi em phải làm sao để cho nó hiệu quả vậy anh Phúc? Khuyến cáo bà con, thứ nhất là bà con phải chừa một cái ao lắng đủ chứa nước, và khi bơm nước từ ngoài kinh rạch vào ao lắng đó là phải qua hệ thống lược, qua cái túi lược. Thứ nhất là dân gian mình làm hay là mua giải KT về để mai cái túi lược. Cái thứ hai, hiện nay thì cái thị trường cũng có bán cái túi lược giống như mình đang làm đó, thì nó lược được trứng và một số cái loại giám sát. Chứ vậy mình bơm nước ở ngoài kinh rạch vào ao lắng xong rồi mình xử lý diệt khuẩn tại ao lắng đó, và tiếp theo là mình mới được thêm một lần nữa liệt qua được qua túi lọc thêm một lần nữa qua ao nuôi. Khi mà quyết định khoảng 10 ngày nữa thả thì lúc đó mình diệt khuẩn ở trong ao nuôi thêm một nhịp nữa là nhịp thứ hai, và mình đo các yếu tố môi trường, thí dụ như pH, độ kiềm nè. Nếu bà con kỹ hơn nữa thì lấy mẫu nước đi phân tích coi hàm lượng vi khuẩn ở trong ao mật độ nó cũng cao hay không. Nếu cao thì mình phải đánh diệt khuẩn tiếp. Xong khi các yếu tố môi trường nó đã ổn rồi thì mình mới chọn mực có bề dòng tốt, sau đó mình diệt khuẩn xong khoảng 3-4 ngày đó là mình cấy me, là mình chọn được bề giống tốt. Thì chọn giống thì ví dụ như mà trong ao nuôi á, mình đo cái độ mặn á, mình ví dụ 30.000, giống như hiện tại giờ là 30.000, trình báo với trại giống là hiện nay là ở độ mặn trong ao tôi là 30.000, anh thường làm sao để cho nó được có sọc tôm đó. Như vậy thì độ mặn nó bằng nhau thì nó thả tôm nó mới đạt độ tốt. Thì cũng khuyến cáo bà con nên thả ương đi, vì hiện nay thì cái hình thức thả ương là cái mức độ đầu tư vô nó sẽ rẻ hơn so với thả. Ý anh nói là nuôi hai giai đoạn, giống như nuôi hai giai đoạn đó, đúng không? Nuôi hai giai đoạn có nghĩa là ương giai đoạn khoảng từ khoảng 1 tháng 20 ngày tới tháng rưỡi gì đó, hoặc là 2 tháng tùy theo người ương. Rồi khi đó thì bắt đầu mình sang tôm ra.
san tôm ra, san thưa ra, san một độ thưa ra thì cái hiệu quả nó mới cao, mà lợi nhuận kinh tế mới cao. Lúc đó cái đầu tư đầu vào ở giai đoạn đầu không phải tốt, chỉ tốt cho một ao hai ao mình nuôi thôi. Lúc đó mình san thưa ra thì chi phí nó sẽ thấp hơn. Bây giờ như chú Út vậy, con lấy nước bơm nước vô mà cái trong ao mà giờ cái dàn ao nó nước nó bị trong gì đó, rồi mình xử lý bằng cái thuốc, cái chất thuốc gì để cho nước nó gây màu, cho được màu đặng mình thả giống gì chứ? Thì hiện nay em cũng biết thì lấy nước vô thì từ ngoài kinh dập vô thì thường là lấy vô lắng đánh thuốc, ví dụ đánh cà lo hoặc là thuốc tím thì nước nó sẽ trong đi. Chính vì vậy mà mình xử lý làm sao từ ao lắng mình bơm qua nuôi, lúc đó là mình đã lắp quạt, hệ thống quạt rồi hết, mình chuẩn bị thả mà nước nó trong. Thì hiện nay có nhiều cách để mà gây màu nước. Ví dụ như tôi nói là, ví dụ theo cái cách mà lâu nay tôi đã khuyến cáo là ví dụ như cá mịn nè, ví dụ như ao đó là 1.000 mét vuông, tôi nói là 1.000 mét vuông là 1.000 khối nước đi, là cá mịn là 2 kg. Bột đậu nành 2 kg và bột cá là trộn 3, bột cá là 1 kg thôi, hai cái kia là thứ 2 kg hết. Mình trộn 3 cái này lại, mình nấu chín và ủ trong vòng 24 tới 48 tiếng rồi mình hòa với nước tạt. Mà tạt là mình phải tạt từ từ chứ không phải là tạt một lần một hết cái lượng mà cái lượng mà mình đã làm. Tạt từ từ tới khi nào là cái màu nước mình thấy vừa ý vừa tầm của mắt mình là mình ngưng lại, chứ không phải tạt hết. Tạt hết thì cây tảo nó lên dày quá nó sẽ chết tảo. Lúc đó tôm ăn, khi thả tôm rồi tôm ăn vô sẽ nó hư dịch vụ. Chính vì vậy mà mình tạt từ từ từ, khi thấy vừa mắt thì ngưng lại. Cái tác dụng của cây màu cách này là dân gian người ta cũng làm. Ở giai đoạn đầu thì tôm nó có cái phi sinh vật là cái thích tạo phát triển phi sinh vật có lợi để tạo. Còn tôm có giai đoạn thức ăn ban đầu, thức ăn tự nhiên, tảo mình gây tảo thức ăn tự nhiên ban đầu cho tôm ăn. Đó như vậy là cái thả tôm cái giai đoạn đầu cái tảo này. Cho tôm nó cũng chưa có ăn thức ăn liền đâu, mình tạt chứ ăn thức ăn nhanh giống như mà ăn tảo đâu, giai đoạn đầu á. Bây giờ bà con của khu vực này sẽ sẵn thả tôm hết rồi đó, nhưng mà điều kiện thì nước với con giống là bà con cũng chưa nắm rõ, nhờ chú Phúc là hướng dẫn thêm. Thì hiện nay cũng đã vào vụ của năm 2021 rồi. Thời gian vừa qua thì cái điều kiện tốt để cho bà con cải tạo ao nuôi, ủi ao, sinh vật bùn đáy ao. Hiện nay thì cái do những ngày qua có mưa thì nhiệt độ cũng giảm xuống và cái độ mặn cũng giảm xuống. Chính vì vậy mà khuyến cáo bà con nên lấy nước vào lúc này. Thì cách thức lấy nước sao tôi sẽ trình bày những cái quy trình lấy nước để bà con được biết, để làm sao cái vụ mùa năm 2021 được bà con nuôi được thành công hơn. Thứ nhất là bà con lấy nước từ ao, từ cái kinh cấp nước thì bà con phải chứa vào cái ao lắng. Cái ao lắng là phải đủ lớn chứa nước để cấp vào ao nuôi. Thì cái ao lắng thì khi mà lấy nước từ kinh cấp vào ao lắng thì bà con xử lý diệt khuẩn tại ao lắng đó, và trong khi lấy nước thì phải qua túi lọc để hạn chế cái việc mà cua còng giám sát rồi vô. Và bà con xử lý luôn cái saponin là diệt cá ở ngoài ao lắng rồi diệt khuẩn ngoài ao lắng. Khi đó mình mới cấp nước qua ao nuôi và lượng thêm một lần nữa cấp nước vào nuôi. Mình quyết định thả, thí dụ còn 10 ngày hoặc nửa tháng nữa thì mình thả, thì bắt đầu mình diệt khuẩn ở trong ao nuôi thêm một lần nữa là việc thứ hai. Vậy là nếu bà con kỹ hơn thì bà con lấy nước, khi mình đảo nước rồi mình lấy nước đó đi xét nghiệm coi cái hàm lượng vi khuẩn trong nước nó còn hay không. Nếu còn là mình phải xử lý tiếp. Nếu hàm lượng vi khuẩn không còn mà đạt cái điều kiện mà mình đã yêu cầu thì bà con bắt đầu tiến hành là đo các yếu tố môi trường, ví dụ như pH, độ kiềm, độ mặn để mình báo cái độ mặn về dạy để thần làm sao cho đúng với cái điều kiện ở trong ao của mình nuôi. Khi đã đạt tất cả các yêu cầu xong là mình bắt đầu mình cấy men. Đó, khoảng 3 ngày sau, khoảng 3-4 ngày sau thì bắt đầu mình cấy men. Thì cách chọn bầy tôm đẹp thì bà con cũng nên quan sát ở trong bể, rồi cái phụ bộ gâu rồi này kia. Khi đạt yêu cầu rồi, nếu bà con kỹ nữa thì cách lấy mẫu ở trong cái bể ương để chọn cái bể đó là nó đại diện cho cái bể. Thì nguyên tắc lấy ở trong bể ương là lấy 5 điểm, ví dụ 4 góc 4 điểm và 1 điểm ngay giữa, lấy mẫu tôm để đi xét nghiệm. Thì mình múc từ dưới múc lên, phối trộn lại 5 điểm đó, mình chỉ lấy một mẫu. Mẫu đó là đại diện cho cái bể đó. Để chi?
để khi mình lấy đi phân tích thì cái nó mới đạt cái yêu cầu của mình đặt ra ở trong cái bể, nó đại diện trong bể đó. Lấy 5 điểm mới được nha, bà con nên lấy 5 điểm chứ lấy 1 điểm nó không không đại diện được trong cái bể đó. Và thả tôm thì nên thả giờ thời điểm là sáng sớm ở trên hướng gió, để khi mình thả tôm thì tôm nó sẽ bung đều ra khắp bể. Xin chân thành cảm ơn anh nha.